Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Khi về già không nên gặp gỡ ba kiểu người này, kẻo phải trái cái giá đắt. Quý vị thân mến, người ta vẫn thường nói khi gặp nhau sẽ mỉm cười xóa tan đi mọi ân oán. Trên đời này có nhiều câu chuyện, có người cho rằng khi về già ân oán có thể được giải quyết. Hai người từng có mối quan hệ không tốt khi gặp lại sẽ mỉm cười rũ bỏ ân oán. Đừng gặp người khác giới đã từng thổi bùng lên tình yêu của bạn. Cuộc đời này cứ xoay dần. Trong góc ký ức của một số người có những chuyện không thể hoàn thành về mối duyên phận với một người đã đồng hành cùng với chúng ta trên một đoạn đường. Có thể bạn đã từng yêu người nào đó say đắm, không thể xóa nhòa hình ảnh của họ. Với những người đã có gia đình và con cái, dù chợt nảy ra ý nghĩ gì thì cũng cần kiềm chế. Bởi khi còn trẻ, bạn đã có thể từng yêu thật lòng, nhưng bây giờ đến người ấy chỉ là những nhớ nhung năm tháng thanh xuân ban đầu. Bạn đã già, xin đừng coi một niệm thoáng chốc là quý trong đời. Bởi vì trên thực tế, có rất nhiều người yêu cũ sau khi tái hợp thì không hề có một tình yêu động trời nào nữa, mà chỉ toàn là lừa dối và lợi dụng nhau. Đừng gặp người từng có mối quan hệ không tốt với bạn. Người ta vẫn thường nói khi gặp nhau sẽ mỉm cười xóa tan đi mọi ân oán. Trên đời này có nhiều câu chuyện, có người cho rằng khi về già ân oán có thể được giải quyết. Hai người từng có mối quan hệ không tốt khi gặp lại sẽ mỉm cười rũ bỏ ân oán. Đôi khi thời gian không thể dập tắt ngọn lửa hận thù và cắt đứt gốc rễ của lòng ghen tị. Ngược lại, nó sẽ làm cho sự chán ghét và tức giận trở nên mạnh mẽ hơn. Ai trong chúng ta không từng có vài lần lạc lối, thậm chí đã từng coi người đó là kẻ thù trong cuộc sống. Những người này đã thêm màu sắc và làm phong phú cho cuộc sống của chúng ta. Thế nên đừng dại dột tìm đến người đã từng có quan hệ không tốt với mình. Cố gắng không gặp những người bạn cũ có hoàn cảnh tệ hơn bạn nhiều. Giữa hai người thân thiết với nhau đến mấy thì dù già hay trẻ, tâm so bì đố kỵ vẫn còn. Mọi người thường mất mặt trước những người mạnh mẽ hơn mình. Nếu bạn sống một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, nó có thể chỉ phản ánh sự suy sụp và thất vọng của người khác. Trong một mối quan hệ thực sự bền vững và bình yên thường ngang nhau mà chẳng cần so sánh. Một khi có được sự tương phản và khoảng cách mạnh mẽ, khi bạn muốn giúp đỡ đối phương, hãy làm điều đó một cách đàng hoàng. Khi về già thì hãy sắp xếp thời gian dành cho mình, làm cho cuộc sống của bạn đơn giản hơn. Người xưa có câu, đến tuổi 50, chớ bộc lộ ba thứ này. Cái đầu tiên nhiều người dính nhất. Đầu tiên, chớ khoe bạn bè. Quý vị thân mến, những mối quan hệ xã hội mang lại cho chúng ta khá nhiều thành công và thuận lợi. Nhưng có thực sự nói với mọi người rằng bạn có những mối quan hệ rộng rãi? Câu trả lời chắc chắn là không. Người ta thường nói, đứng ở tuổi 30 thì nên lập gia đình, từ đó cũng có thể tự nuôi được một khoảng trời nhỏ cho riêng mình. Nếu ở độ tuổi 30, người ta thích trò chuyện với người khác và sẵn sàng nói về những mối quan hệ đang có và những người khác cũng vậy. Ai cũng muốn sẵn sàng kết bạn nhiều hơn. Người ta thường nói, nhiều bạn sẽ tạo ra nhiều con đường. Ở tuổi trung niên, bạn cần lựa chọn cho mình những mối quan hệ chất lượng. Thứ hai, không khoe tiền bạc. Tiền trong cuộc sống này chẳng thể thiếu. Nó sẽ giúp bạn sống an yên hơn. Thời nay, sự giàu có như là một biểu tượng của địa vị xã hội. Tiền còn được xem là tiêu chí để đánh giá một người có thành công hay không. Nếu một người ở tuổi 50 mà đứng ở trước người trẻ cứ liên tục khoe về thành công của mình sẽ khiến nhiều người đố kỵ. Thứ ba, không sử dụng vũ lực. Người ngoài 50 cần hiểu rõ sự tu dưỡng của bản thân hơn là sức mạnh.
Thái độ sự chín chắn bao dung hơn là những hành vi ứng xử. Bạn cần chú ý đến thể lực của bản thân. Lúc còn trẻ có thể giúp đỡ người khác, khi gặp chuyện khó khăn thì chúng ta chọn cách dùng sức khỏe để chiến đấu mà giải quyết ổn thỏa. Hoặc khi nóng vội muốn đạt được một điều gì đó, chúng ta thường có tâm lý mạnh ai người nấy làm. 4 đặc điểm của người có tính cách tốt. Nếu gặp được nhất định phải kết giao thân tình. Quý vị thân mến, người có đức tính tốt, giữ trọn bổn phận, giữ kính, trung thực, không thích công danh. Đây là kiểu người hết sức hài lòng với cuộc sống hiện tại. Họ không quá tham vọng, không bao giờ coi thường những người yếu thế hơn mình. 1. Đức tính tri ân. Người có phẩm chất tốt là người sống biết ơn. Những người này nhận được nước chảy ân tình chắc chắn sẽ tìm mùa xuân đền đáp. Khi gặp khó khăn, chỉ cần người khác giúp đỡ mình thì họ sẽ biết ơn và ghi nhớ. Nếu người khác tôn trọng họ một phần, họ sẽ tôn trọng lại 10 thước. Còn nếu người khác đối xử tệ với họ thì họ sẽ hoàn lại 10 hoặc 100. Chỉ cần quý nhân gặp khó khăn họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ mà không suy nghĩ thiệt hơn. 2. Trọng chữ tính. Con người sinh ra giữa trời đất, do đó chúng ta không thể sống mà không có đức tính của mình. Những người bạc vô âm tính, lời nói không tính, lời hứa cũng sẽ không giữ, nói không giữ lời sau thời gian dài như nước chảy bèo trôi. Vậy thì khi giao tiếp xã hội bị thu hẹp bởi sự mất tính sẽ không có người muốn để ý đến mình. Một người đàn ông chính trực sẽ luôn coi trọng lời nói của mình. 3. Khiêm tốn, không chuyện phiếm. Người có đức tính tốt, giữ trọn bổn phận, giữ kính, trung thực, không thích công danh. Đây là kiểu người hết sức hài lòng với cuộc sống hiện tại. Họ không quá tham vọng, không bao giờ coi thường những người yếu thế hơn mình. Dù thành công và hay hơn người, họ cũng khiêm tốn và cẩn trọng, cư xử khiêm tốn. Khiêm tốn với cả chính mình, không được kiêu ngạo. Loại người này thực tế nhất, đáng tin cậy nhất, không mang chuyện người làm thú vui cửa miệng cho mình, và đáng có tình bạn sâu sắc nhất, đáng để kết bạn. 4. Sẵn sàng chịu thiệt. Trong xã hội từ xưa đến nay thì có những người sống mà chỉ muốn lợi chứ không muốn lỗ. Chỉ cần lỗ nhỏ là đêm về không ăn được, không ngủ được. Nhưng với những người biết chịu thiệt thòi thì họ chẳng quan tâm quá nhiều. Họ hiểu rõ chịu thiệt là một may mắn. Kết thân với kiểu người này, bạn có thể thoải mái và hợp tác chân thành. 3. Bí mật không bao giờ tiết lộ với người khác, kể cả người thân ruột thịt cũng không nói. Quý vị thân mến, ai cũng có những điều riêng tư bí mật không nên tiết lộ ra bên ngoài, nhất là những điều đặc biệt này tuyệt đối không hé răng. 1. Không tiết lộ bí mật riêng tư, điểm yếu của bản thân. Đã là con người ai cũng có yếu điểm và ai cũng có những chuyện riêng tư muốn giữ làm bí mật, không chia sẻ với người khác. Bản thân bạn chắc chắn cũng không muốn bị nhiều người biết được rồi lấy đó để uy hiếp. Chính vì vậy, cách tốt nhất chính là giữ kín cho bản thân. Nếu bạn còn không thể giữ bí mật cho mình thì đừng trông chờ điều đó ở người khác. Lý do là lòng dạ con người thâm sâu khó đoán, khó đo lường, có thể khi vui vẻ không sao, nhưng khi tình cảm rạn nứt hoặc không còn như trước thì những bí mật lại trở thành thanh gươm sắc bén quay lại đâm chính bạn. Vì vậy, để đề phòng lúc không hay, bạn đừng bao giờ đem những chuyện riêng tư hay yếu điểm của mình ra tâm sự với người khác. 2. Không nên chia sẻ tham vọng cá nhân. Trong đời người mỗi chúng ta ai cũng có những mục tiêu,
mong muốn những tham vọng cá nhân riêng. Tuy nhiên, tham vọng cá nhân của bạn chỉ nên để bạn biết mà thôi, không nên chia sẻ nhiều. Bởi những người hiểu bạn sẽ ủng hộ, nhưng có nhiều người sẽ chê cười và cho đó là một điều diễn dông. Bạn sẽ cảm thấy bị tổn thương và tự ti hơn bao giờ hết, đánh mất động lực và niềm tin vào chính năng lực của mình. Chưa kể, một số người xấu tính còn cố tình gây rắc rối, cản trở quá trình nỗ lực của bạn. Thậm chí, họ sẵn sàng cướp ý tưởng và công lao ngay trong sau khi bạn chia sẻ. Tăng Quốc Phiên đã từng nói, tham vọng của một quý nhân ẩn trong ngọc, không thể dễ dàng hiểu được. Đồng thời, đây cũng chính là lý do tại sao người càng tài hoa thì càng biết cách âm thầm nung nấu hoài bão, chờ đợi cơ hội và phát triển để thành công. Hãy giữ im lặng về điều đó cho đến khi bạn đã thực sự làm chủ được nó. 3. Không khoe khoang và phô trương tiền bạc. Ông bà ta thường nói rằng thùng rỗng kêu to. Chỉ những ai càng rỗng thì mới càng thích tỏ vẻ ta đây giàu có. Tiền bạc, tài sản là thứ dễ khiến cho người xung quanh bạn nảy lòng tham hoặc ghen đố kỵ. Chính vì vậy, dù bạn có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tài sản cũng không nên tiết lộ ra bên ngoài. Sống khiêm tốn mới là đỉnh cao của trí tuệ, còn tự cao tự đại chính là thất bại lớn nhất của đời người. Việc bạn sống khiêm nhường vừa đỡ bị nhòm ngó, vừa giúp bạn tránh được những tai ương bất trắc không đáng có trong cuộc sống. Giữ kín về tiền bạc, tài sản còn giúp bạn bảo vệ bản thân trước những đố kỵ, hiềm khích không đáng có trong cuộc sống. Tại nơi làm việc, biết cách giữ bí mật chính là một bí quyết vô cùng quan trọng. Chúng ta cần thận trọng trước khi quyết định chia sẻ một vấn đề cá nhân với mọi người xung quanh, dù có quan hệ thân thiết đến mấy. Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Mời mọi người xem video với nhan đề bài học từ cổ nhân. Ba việc người khôn không dám làm, kẻ dại lại cứ mua dây buộc mình. Làm người có ba việc được cho là đại ngu tuyệt đối không được phạm phải. Trước khi bước sang tuổi trung niên cần hiểu được những đạo lý này. Bậc hiền nhân nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, Dương Dương Minh từng dạy rằng những ưu phiền sầu não của một đời người đa phần đều do chúng ta tự chuốc lấy. Để không tự mình dơ lấy những phiền phức và có một cuộc sống thanh thản yên bình thì nhất định phải khắc cốt ghi tâm tuyệt đối không được làm ba việc mà cổ nhân đánh giá là đại ngu dưới đây. Cái dại cần tránh đầu tiên: không đứng ra bảo lãnh cho vay mượn tiền. Từ bao đời nay, vấn đề tiền nong luôn là vấn đề vô cùng nhạy cảm. Bất cứ mối quan hệ nào khi xảy ra khúc mắc hoặc tranh chấp về tiền bạc đều khó mà lâu bền. Chính vì vậy, trong cuộc sống một khi động đến vấn đề vay mượn tiền bạc, chúng ta cần phải có cách ứng xử khéo léo nhưng không được thiếu sự dứt khoát. Đặc biệt là khi người thân hoặc bạn bè muốn chúng ta đứng ra bảo lãnh để vay tiền thì nên từ chối ngay lập tức. Việc đứng ra làm người thứ ba, bảo lãnh cho người khác vay tiền dễ khiến chúng ta rơi vào tình cảnh mua dây buộc mình. Nếu người vay thuận lợi trả tiền thì không sao, nhưng nếu không may người vay không đủ khả năng chi trả thì vô hình chung bạn sẽ trở thành con nợ. Người xưa đã dạy, đến thời nay việc đứng ra bảo lãnh để vay tiền cũng không hề hiếm gặp. Việc bảo lãnh ở hiện tại là một thỏa thuận dân sự. Các bên trong thỏa thuận đều có trách nhiệm và nghĩa vụ riêng của mình. Nếu không cẩn thận, các bạn không chỉ tự làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình mà còn phải gánh những khoản nợ không đáng có. Chính vì vậy, tốt nhất nên từ chối khéo léo và dứt khoát không làm việc này. Quý vị thân mến, trước khi qua cái dại thứ hai, kênh xin giới thiệu thêm câu chuyện bên lề về cái dại thứ nhất. Chuyện mượn tiền và triết lý nhìn người. Trong cuộc sống,
Khi chúng ta gặp khó khăn đồng nghĩa với lúc dán được tầm màn bí mật về nhiều điều. Khó đó, chúng ta nên biết trân trọng nhiều hơn những gì ta đang có. Tỷ phú Lý Gia Thành nói, điều khó nhất là gì? Là vay tiền. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền là quý nhân của bạn. Không những cho bạn vay tiền, họ còn không đặt ra bất kỳ điều kiện gì cho bạn. Chắc chắn là quý nhân của các quý nhân. Ngày nay, người như vậy không còn nhiều. Nếu gặp được, nhất định bạn phải trân trọng. Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn, không phải vì người ta lắm tiền, mà vì người ta muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào con người bạn của ngày mai. Mong mọi người quanh tôi đừng bao giờ dẫm đạp lên hai chữ thành tín. Thất tín chính là phá sản lớn nhất của đời người. Hãy nhớ lấy. Sống trung thực, thành tín là tài phúc của kiếp này. Người mà khi làm việc chủ động làm phần nhiều, không phải người ta dạy, mà vì người ta ý thức được hai từ trách nhiệm. Người khi cãi nhau luôn chủ động xin lỗi trước, không phải vì người ta sai, mà do hiểu được thứ gì mới đáng để trân trọng. Người tự nguyện giúp bạn cái gì, không phải do họ nợ bạn, mà do họ thực sự coi bạn như bạn bè. Người ta giúp bạn vì tình cảm, còn không phải giúp bạn vì bổn phận. Không có điều gì là đương nhiên phải thế. Có bao nhiêu người xem nhẹ đạo lý đơn giản này, thì cũng có bấy nhiêu người nghĩ chuyện giúp đỡ là đương nhiên phải thế. Còn những kẻ tự cho mình là thông minh, là điều khiển được người khác, thì khuôn mặt cũng tự hiện lên sự xảo trá. Người chân thành, nói ít, nhưng làm đúng, đã đi là đi vào lòng người. Người xảo trá, đã đi là đi khuất mắt luôn. Người ta gặp được nhau trong kiếp này gọi là duyên phận. Nhưng sống được bền lâu với nhau phải dựa trên chân thành và tín nghĩa. Trở thành loại người như thế nào là do sự sâu sắc trong suy nghĩ của mỗi người. Quý vị thân mến, quay lại nội dung chính, cái dạy cần tránh thứ hai. Đó là không nhận lời người khác đi giúp đỡ người lạ. Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là việc nên làm. Tuy nhiên, việc giúp đỡ người khác cũng nên có chừng mực và cân nhắc kỹ lưỡng. Nếu một người bạn xã giao tự nhiên tới nhờ bạn ra tay giúp đỡ một người khác thì trước hết nên hỏi rõ ràng giúp việc gì và ước chừng năng lực có thể xử lý được không. Nếu cảm thấy việc đó tốn thời gian, phiền phức hoặc rủi ro không thành công thì tuyệt đối không nên giúp. Tránh trường hợp bạn có ý tốt giúp đỡ nhưng lỡ hỏng việc thì lại trở thành nơi trút mọi tội lỗi và sai lầm thay người khác. Chính vì vậy, trước khi nhận lời giúp đỡ ai đó nên cân nhắc và dứt khoát từ chối nếu cảm thấy không giúp được. Như vậy vừa giúp người ta có thể nhanh chóng tìm được phương án giải quyết khác, vừa tránh đem lại phiền phức và tai tiếng cho mình sau này. Một câu chuyện minh họa cho cái dạy trên. Câu chuyện giúp đỡ người lạ và cái kết không ngờ của cô gái trẻ. Một cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện của mình khi giúp đỡ hai mẹ con nhà nọ và nhận cái kết không tưởng. Trên thế giới này, những hành động tốt có thể ngẫu nhiên xảy ra với chúng ta. Và khi được giúp đỡ, chúng ta nên cảm ơn và đánh giá cao những gì họ đã làm. Tuy nhiên, gần đây có một cô gái chia sẻ câu chuyện giúp đỡ người khác và tự nhận thấy mình như một con ngốc. Cô còn nói mình như bị họ lừa và phải suy nghĩ lại về hành động của mình. Và cô đăng tải câu chuyện để nhờ cộng đồng mạng tư vấn xem liệu cô làm như vậy có đúng không.
Sau giờ làm việc, tôi ra ngoài quán cà phê gần công ty và phải đứng xếp hàng để gọi đồ. Có một người phụ nữ đứng sau tôi với đứa con mới chập chững biết đi. Đứa bé bước từng bước đi loạng choạng và nói xin chào với tất cả mọi người. Hành động của nó khiến những mệt mỏi trong tôi dường như bay biến. Khi tôi đang đứng cạnh máy in để đợi lấy hóa đơn và đồ uống, người phụ nữ đó tiến đến và gọi một cốc cà phê với giá 4 đô la. Tôi vui vẻ đề nghị trả tiền. Cô ấy rất biết ơn, thậm chí còn cảm ơn tôi 2 lần. Mọi thứ diễn ra rất bình thường cho đến khi trở nên tồi tệ hơn. Sau khi cảm ơn tôi, cô ta quay ra nói với nhân viên thu ngân: "Nhân tiện, bạn cho tôi thêm 2 cốc như vậy và 1 bánh muffin Việt Quốc." Tôi rất ngạc nhiên và ngay lập tức nói với nhân viên rằng tôi đã đổi ý và cô ta sẽ tự trả cho hóa đơn của mình. Tôi nhận đồ uống của mình và rời đi mà không nói thêm bất cứ lời nào. Tôi có phải rất tệ khi không giữ lời hứa không? Bài đăng nhận được hơn 800 lời bình luận và rất nhiều người đồng ý với hành động từ chối trả tiền của cô. Cô ta đã lợi dụng lòng tốt của bạn nên không đáng được đối xử tốt, một bình luận viết. Cũng có người cho rằng, sao trên đời này lại có một con người không biết xấu hổ đến thế? Quý vị thân mến, cái dại cần tránh thứ 3. Đó là không làm những việc hạ thấp người khác và tâng bốc bản thân. Từ cổ chí kim, việc tự nâng cao bản thân và hạ thấp người khác được đánh giá là hành vi không mấy tốt đẹp, dễ hại mình hại người. Việc làm này không chỉ làm tổn hại danh dự của người khác mà còn gây hại cho chính người thực hiện. Vì những người mãi mê hạ thấp người khác, tâng bốc chính mình thì chỉ nhìn thấy điểm tốt ở bản thân, vĩnh viễn không nhìn ra được những phần còn thiếu sót để sửa chữa. Ngoài ra, trong cuộc sống hiện nay, có không ít những sự việc đau lòng chỉ vì một phút nhất thời làm bẻ mặt người khác mà phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình. Bởi vậy, làm người nếu muốn sống bình yên và an vui tốt tuyệt đối không được làm những việc hạ thấp người khác và tâng bốc chính mình. Khiêm tốn là thước đo của bậc quân tử. Điều này cũng giống như lời dạy của các Marx sau này, khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, một chút tự kiêu đã bằng thừa. Một câu chuyện nói về việc hạ thấp người khác. Câu chuyện cách hành xử của kẻ thua cuộc: tự nâng bản thân, hạ thấp người khác. Tâm lý tốt nhất để ứng xử trên đời là đừng quá coi trọng bản thân và cũng đừng đánh giá thấp người khác. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nếu bạn quá coi trọng bản thân mà coi thường người khác, bạn sẽ tự chuốc lấy rắc rối cho mình. Nhiều người không phát hiện và khắc phục những điểm yếu của mình một cách kịp thời, luôn tự cao tự đại, đồng nghĩa họ đang tự tay hủy hoại cuộc sống của chính mình. Không biết từ khi nào thế giới đã tồn tại kiểu người như thế này, và có thể bạn đã gặp người đó mới đi du lịch một vài quốc gia mà tự lên mặt rằng đã hiểu hết toàn bộ thế giới. Người đó chỉ đọc có vài quyển sách đã bắt đầu đi dạy đời người khác như thể mình biết hết chữ nghĩa trên đời này vậy. Khi người đó đi mua những món đồ hàng hiệu, người đó coi thường mọi thứ và những người mua hàng bên cạnh, vì chỉ mỗi người đó biết lựa chọn hàng tốt còn người khác thì không. Những người này kiêu căng, ngạo mạn, luôn cho rằng mình là trung tâm của thế giới. Ngặt nổi, những người càng tự cao, cho mình là trung tâm vũ trụ giống như tự tìm rắc rối, phiền phức cho mình. Nếu một người quá kiêu ngạo, thì sự kiêu ngạo đó sẽ như ngọn lửa thiêu đốt anh ta. Tôi đã đọc một câu chuyện được viết trong cuốn sách Câu chuyện có thật về Nhậm Chính Phi. Vào thời điểm đó, Huawei đã tuyển dụng một sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh. Khi sinh viên tốt nghiệp này vào làm ngày đầu tiên,
anh ấy đã hùng hồn viết cuốn sách dạng lời nói cho ông Nhậm Chính Phi về chiến lược kinh doanh và cơ cấu tổ chức của công ty. Viết xong, anh tâm sự đang chờ hồi âm, cho rằng đầu óc thông minh và những hiểu biết độc đáo của anh nhất định sẽ được lãnh đạo trân trọng và quý trọng. Thật bất ngờ, Nhậm Chính Phi đọc xong liền nói, nếu người này bị bệnh tâm thần thì nên đưa đến bệnh viện điều trị, nếu không bệnh thì đề nghị đuổi việc. Trên thực tế, một sinh viên tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh tự tin rằng bản thân mình đã đủ giỏi, nhưng nếu anh ta khiêm tốn và không quá tự cao, anh ta chắc chắn sẽ được trọng dụng. Nếu bạn tỏ ra tự cao tự đại và coi mình là dĩ nhân thì ngược lại bạn sẽ thu hút sự chán ghét, ghê tởm từ người khác, cuối cùng bạn sẽ bị mất thể diện và công việc. Đây không phải là sự khôn khéo, mà là sự ngu ngốc. Shakespeare từng nói, kẻ ngu cho rằng mình khôn, nhưng người khôn tự biết mình khôn. Nhiều khi sự khoe khoang của bạn chẳng là gì trong mắt người khác, mà ngược lại, họ cảm thấy bạn như đang làm trò hề vậy. Chỉ bằng cách khiêm tốn, chúng ta mới có thể tiến bộ liên tục. Những người tự cao thường kết cục không tốt. Tự cao tự đại thực ra là một cái bẫy tư duy đáng sợ. Một khi bị mắc kẹt bên trong, bạn có thể bị chôn vùi trong một cuộc sống đầy hứa hẹn và ảo tưởng mãi mãi. Hãy nghĩ xem có bao nhiêu người đã cắt đứt sự nghiệp của họ vì tự cho mình là nhất, tự cao tự đại, không coi ai ra gì và cuối cùng bị hủy hoại. Chàng trai tên Triệu Hoạt sau khi đọc một vài cuốn sách về kinh doanh liền cho rằng mình là người giỏi nhất, nhưng sau khi dấn thân vào lĩnh vực này, anh ta chới giới, 3 lần tuyên bố phá sản. Dương Tu ỷ vào kiến thức uyên thâm nhưng không kiểm soát được chính miệng mình, đã buông lời chửi mắng bừa bãi và mất mạng. Bạn thấy không? Những người phóng đại bản thân quá mức và quá tự mãn như thế này thường kết thúc thảm hại. Vì cái gì cũng có mức độ nên khi nhận ra đã đi quá giới hạn thì đã quá muộn. Như có câu, tự tin là một chuyện, nhưng tự tin mù quáng sẽ chỉ mang đến cái chết. Khi một người quá tự tin, anh ta trở nên tự cho mình là đúng và lúc đó, anh ta có thể tiến rất gần đến cái chết lúc nào không hay. Vì vậy, những người thông minh thực sự sẽ đối mặt với bản thân một cách lý trí. Họ hiểu rằng mình chỉ là một người bình thường, cơm ngày 3 bữa, không có năng lực hô mưa gọi gió, cũng không có khả năng hoạch định trước. Socrates, người sáng lập triết học, khi được người khen ngợi, ông ấy cũng chỉ nói điều duy nhất tôi biết là sự ngu dốt của chính mình. Trong cả cuộc đời của một người, sợ nhất là sự hài lòng quá mức. Hãy buông bỏ thói tự cao tự đại, bạn có thể sống tốt cuộc đời này. Tự nâng mình lên mà hạ người xuống, đó là cách làm của kẻ hạ đẳng. Làm người, càng biết hạ mình, khiêm tốn, nhân hậu thì càng có phúc. Vì vậy, tâm lý tốt nhất để ứng xử trên đời là đừng quá coi trọng bản thân và cũng đừng đánh giá thấp người khác. Mỗi người đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Nếu bạn quá coi trọng bản thân mà cho mình cái quyền coi thướng người khác thì bạn sẽ tự chuốc lấy rắc rối cho chính mình. Có một câu chuyện như sau. Tô Thức hay còn gọi là Tô Đông Pha, một nhà thơ nổi tiếng ở thời nhà Tống. Một hôm, Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi và đàm luận với thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người ngồi kiết già đối nhau luận thiền. Đông Pha hỏi Phật Ấn, ngài thấy tôi thế nào? Phật Ấn đáp, rất trang nghiêm, giống một ông Phật. Tô Đông Pha nghe nói, phấn khởi lắm. Phật Ấn hỏi lại, ông thấy ta ra sao? Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen, bèn đáp ngay, giống một đống phân bò. Phật Ấn không nói gì.
Đông Pha cho rằng mình đã thắng một kèo, lòng rất sung sướng, về nhà hớn hở nói với Tô Tiểu Muội là cô em gái: "Này muội muội, hôm nay ta đã thắng được hòa thượng Phật ấn được một kèo." Nói rồi, ông thuật lại chuyện đối đáp vừa rồi. Tô Tiểu Muội phận nữ nhi nhưng cũng là một bậc tài hoa xuất chúng, nghe vậy bèn cười nói: "Trời, anh thua đậm rồi." Đông Pha tức giận mắng: "Ta làm sao mà thua? Nếu ta thua sao ông ấy không nói lại lời nào?" Tô Tiểu Muội hỏi: "Vậy em hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý?" Đông Pha nói: "Đương nhiên là Phật quý rồi." Tô Tiểu Muội nói: "Phật ấn thấy Phật, còn anh thấy phân bò, thế có phải là anh thua không? Ấn lão hoàn toàn thắng còn gì nữa." Đông Pha tiêu nghỉu, biết mình đã thua một keo nặng. Bạn thấy đó, người có tâm càng rộng rãi thì mắt họ nhìn đâu cũng thấy điều tốt đẹp, còn ngược lại thì chính là đã thua người khác rồi. Trong cuộc sống, việc quá coi trọng bản thân mà coi thường người khác là điều cấm kỵ nhất. Phóng đại quá mức về vị trí của mình, quá tự cao sẽ không thể hiện được giá trị thực sự của bản thân trong cuộc sống. Chỉ khi bản thân không tự cao, không coi thường người khác, hòa đồng và vui vẻ giao tiếp thì mới có thể mỉm cười nhìn đời. Vì vậy, bất kể khi nào và ở đâu, làm người luôn cần giữ thái độ bình tĩnh, điềm đạm và khen ngợi ưu điểm của bạn bè thay vì bới móc khuyết điểm của người khác để chà đạp họ. Đó là cách đúng đắn để làm cho bản thân trở nên hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video trên kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Mọi người đăng ký kênh để không bỏ lỡ những điều thú vị ở phía trước nhé. Kênh Sức Khỏe Cổ Xưa trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã chọn xem video. Quý vị hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những điều hay khác mọi người nhé.